Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo. Và trong nội dung video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một công cụ rất là phổ biến trong cái việc mà chúng ta nghiên cứu từ khóa, đó chính là cây Good Tool. Với cái thằng cây Good Tool này thì mình cũng đã có một cái video làm việc với nó rồi. Trong cái video mà chúng ta cùng nhau thực hiện việc nghiên cứu từ khóa thì thằng cây Good Tool này cũng đã được sử dụng. Tuy nhiên thì cái video đó sử dụng không sâu và cũng không phân tích kỹ quá nhiều về thằng cây Good Tool. Thì trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ giải quyết việc đó và sẽ sử dụng toàn tập luôn của cái thằng cây Good Tool này. Đầu tiên để có thể sử dụng được thằng cây Good Tool này thì mọi người sẽ vào giúp mình cái đường link là cây-goodtool.io. Nó là một cái trang được phát triển bởi một bên thứ ba và sẽ cho chúng ta những cái dữ liệu liên quan đến từ khóa và có những cái rất hay liên quan về từ khóa. Thì một cái đặc điểm nữa của thằng này thì chúng ta nên sử dụng cái phần bản có trả phí. Ví dụ như ở bên đây là một cái tab mình đang sử dụng cái phần bản free. Mình đang search một cái từ là từ đồ chơi và nó hiện cho mình khoảng đâu đó 5 cái kết quả đầu tiên với những chỉ số có hiển thị, còn những cái từ khóa tiếp theo bên phía bên dưới thì nó sẽ không hiển thị cho mình, và nó sẽ chỉ hiển thị từ khóa là gì thôi chứ nó không hiển thị số liệu từ khóa đi kèm. Thì hiện tại mình cũng đang lưu lại cái việc mà làm share tài khoản cái GoTool để mọi người có thể sử dụng chung, và dự kiến đâu đó khoảng giữa tháng 11 sẽ có thể ra với lại chung luôn một cái combo bao gồm tất cả các công cụ SEO mà mình hiện tại đang có bán như là SEMrush rồi Cibber, rồi là đợt tới sẽ có thêm thằng cái GoTool này nữa, thì sẽ là một cái bộ công cụ luôn để mọi người tiện trong cái việc mà chúng ta chạy Google Ads, tiện trong cái việc mà chúng ta làm SEO. Đó là về cái định hướng sắp tới, và trong nội dung video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu luôn sâu hơn vào bên trong cái thằng cái GoTool này. Đây sẽ chính là giao diện làm việc chính của nó này. Chúng ta sẽ có ba cái tab trên cùng. Thứ nhất là file cái keyword, tức là tìm từ khóa, tìm kiếm một cái từ khóa nào đó trên các nền tảng. Nó sẽ phục vụ cho chúng ta trên rất là nhiều nền tảng khác nhau, ví dụ như là có những đất nước sẽ sử dụng với Bing là nhiều, hoặc là khi chúng ta làm YouTube thì chúng ta sẽ nghiên cứu từ khóa với lại là YouTube riêng không dùng Google nữa, rồi là Twitter một số quốc gia cũng khá là hay sử dụng thì chúng ta hãy nghiên cứu trên đó, rồi TikTok nó sẽ nghiên cứu sâu hơn cho chúng ta trên từng cái nền tảng một. Tiếp theo là về check search volume, thì cái này chúng ta sử dụng cái phần file keyword nó sẽ trả cho chúng ta luôn cái kết quả của check search volume rồi. API thì chúng ta sẽ không cần quá quan tâm. Tiếp theo xuống phía bên dưới thì chúng ta sẽ nhập trực tiếp từ khóa vào bên trong đây, và chúng ta sẽ làm việc chủ yếu ở bên trong cái thanh này để chúng ta tìm kiếm về kết quả. Đầu tiên thì mình sẽ lựa chọn một cái nền tảng trước, chọn theo cái kênh tìm kiếm của chúng ta là trên đâu, Google, YouTube, Bing, Amazon, eBay, App Store, CS Play, Intam, Twitter, Pinterest, ST, TikTok, và cái này nó còn có cả Google Trend. Google Trend thì mình cũng đã có một cái video để hướng dẫn mọi người cách sử dụng Google Trend này rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ cần phải lựa chọn theo cái vị trí, xem là chúng ta sẽ lựa chọn theo cái định dạng là hình ảnh, tin tức, video hay là mua sắm. Ở đây thì mình sẽ để tạm vào Âu. Tiếp theo thì chúng ta cái ô số 2 này chúng ta sẽ nhập từ khóa của mình vào đây. Ở đây thì mình nhập lại luôn cái từ khóa vừa nãy luôn này là đồ chơi. Tiếp theo ô bên cạnh thì chúng ta sẽ nhập vào cái quốc gia. Quốc gia ở đây thì mặc định của nó sẽ để là global country, tức là tất cả các nước trên thế giới. Global mặc định của nó sẽ là cái như thế này. Và nếu mà mọi người chỉ nghiên cứu tại Việt Nam thì mặc định của nó sẽ để là global, thì sẽ là tất cả các quốc gia ở trên thế giới. Còn nếu mà mọi người muốn chỉ để ở Việt Nam thôi thì mọi người sẽ chọn lại về Việt Nam country. Tiếp theo nữa bên tay phải của nó sẽ là về ngôn ngữ, thì mọi người sẽ lựa chọn cái về ngôn ngữ. Trong cái phần lựa chọn ngôn ngữ phân tích này thì nếu mà mọi người tại thị trường Việt Nam thì mọi người nên chọn tiếng Việt, vì đây là một cái công cụ nước ngoài nên là nếu mà mọi người không chỉ định tiếng Việt ấy thì nó sẽ tìm kiếm từ khóa khi mà tìm tiếng Việt ấy nó sẽ có những cái phần sai số, nên là cái phần tiếng Việt này nếu mọi người làm ở thị trường Việt Nam và thì mọi người nên chọn lại vào trong cái phần tiếng Việt này. Sau đó chúng ta sẽ ấn vào trong cái phần tìm kiếm ở đây thì nó sẽ đưa ra cho chúng ta được một cái list những cái bộ từ khóa tiềm năng, và chúng ta sẽ phân tích dựa trên những cái bộ từ khóa mà họ đưa ra. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái nằm bên trong cây quất succession. Đó, chúng ta sẽ làm việc trước ở trong cái phần keyword succession. Ở đây thì setting các thứ thì mình sẽ tạm thời bỏ đi. Tất cả những setting đi để phân tích với mọi người cho nó đầy đủ. Rồi, save trên.
thì mình đang trả cho mình đúng với kết quả ban đầu khi mà mình tìm kiếm, tức là mình đang chưa có cài đặt gì cả. Đầu tiên thì chúng ta có phần là Keyword Suggestion, thì đây nó sẽ là cái phần những cái bộ từ khóa gợi ý dựa trên cái từ khóa gốc mà chúng ta đã nhập vào. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một số những cái tổng quan về cái từ khóa gốc này. Đầu tiên là tổng số từ khóa gợi ý liên quan thì nó sẽ là 683 từ. Tiếp theo chúng ta có tổng số lượt search của 683 từ này, nó rơi vào khoảng 1.841 lượt. Rồi là cái tốc độ tăng trưởng của cái từ khóa này, xem là hiện nó đang được tìm kiếm theo cái trend như thế nào. Rồi là CPC, tức là cái phần giá tiền dành cho một lượt click chúng ta phải chi trả cho một từ khóa ở đây nó trung bình là bao nhiêu. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có cái phần là phần độ khó, thì cái mức độ khó đến dễ của cái từ khóa này thì chúng ta nên cố gắng bắt đầu với lại những cái từ khóa nó dễ, thì tùy theo cái chiến lược và cái định hình của chúng ta sẽ lựa chọn dựa trên những cái kết quả này trả về. Rồi vừa nãy thì chúng ta có một cái phần là phần lọc đúng không ạ, thì nó sẽ nằm ở trong cái phần setting này, này là mọi người sẽ có thể lọc ra tất cả những cái từ khóa theo cái yêu cầu của mọi người. Đầu tiên là Search Network, tức là cái nền tảng tìm kiếm là chúng ta chỉ lựa chọn mỗi Google hay là chọn cả những đối tác của Google nữa. Rồi tiếp theo là về đơn vị tiền tệ, thì ở đây mình sẽ có thể là để là về Việt Nam đồng hoặc để đô, đô cũng được. Đó, có thể giả sử để về Việt Nam đồng này. Rồi ở đây thì bắt đầu chúng ta sẽ đến cái giai đoạn là chúng ta lọc những cái từ khóa theo yêu cầu. Đầu tiên là về search volume, tức là cái lượt tìm kiếm của một tháng, trung bình một tháng thì mình đang muốn lọc ra xem thấp nhất là bao nhiêu. Ví dụ mình sẽ cần phải lựa chọn những từ khóa có ít nhất là một tháng có đâu đó khoảng 200 người tìm kiếm, và min thì có thể để tối đa đi, max thì max để tối đa và min sẽ để là 100. Còn trend thì chắc chắn nó sẽ phải lên từ một và không có mức tăng trưởng âm, chúng ta sẽ lựa chọn những từ khóa đang có tăng trưởng tốt chẳng hạn. Đó, còn quảng cáo thì mọi người sẽ quan tâm đến CPC, ngoài ra thì mọi người sẽ quan tâm đến độ từ khó. Ở đây thì mình sẽ lọc tạm hai cái này thôi và sau đó xếp trên lại này, thì mọi người sẽ thấy cái sự thay đổi của nó, tổng số từ khóa các thứ nó sẽ thay đổi. Đầu tiên là tổng số từ khóa lúc này nó sẽ chỉ còn 199 dựa trên 683 ban đầu, nó sẽ chỉ còn 199 thôi, và tổng số lượt search của 199 từ khóa này nó sẽ là 833.720, và nó sẽ có trend, có CPC và có độ khó tương tự như thế vậy. Và bên dưới thì chúng ta sẽ có thống kê cụ thể cho 12 tháng trước đó, xem là từng tháng sẽ có cái lượt search như thế nào. Chúng ta thể xem kỹ hơn ở trong cái phần biểu đồ đây. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thể xem về cái mức độ quan tâm theo cái tiểu vùng, tức là nếu mà ở Việt Nam thì chúng ta sẽ quan tâm theo tỉnh, thành phố, xem là tùy từng thành phố có mức độ tìm kiếm quan tâm như thế nào, và nó sẽ chấm điểm từ thang 1 cho đến thang 100. Đó, chúng mình có thể xem ví dụ như Hà Nội thì có mức độ quan tâm tìm kiếm là 69 chẳng hạn. Còn Lạng Sơn thì có mức độ quan tâm trong cái hoạt động tìm kiếm là 81. Đó, thì chúng ta có thể xem ở trong hai cái phần này. Đó là cái phần tổng quan phía bên trên mà kết quả trả về cho chúng ta, và cái quan trọng của chúng ta là cái phần bên dưới ở dưới đây. Bên dưới đây thì chúng ta sẽ có những cái bộ từ khóa gợi ý mà thằng cây bút tu này đưa ra cho chúng ta. Dưới đây thì nó sẽ có tổng cộng là 199 từ khi mà chúng ta lọc rồi, còn nếu mà chúng ta không lọc thì nó sẽ có 683 từ. Đây là tất cả những cái từ khóa liên quan mà nó gợi ý cho chúng ta với cái từ là từ đồ chơi, và đây nó được gọi là bộ từ khóa gợi ý. Với cái bộ từ khóa gợi ý này thì nó đưa về cho chúng ta tất cả những cái thông số cần thiết khi mà chúng ta làm Google Ads hay là chúng ta làm SEO. Đầu tiên là chúng ta có search volume. Cái định nghĩa này thì mình cũng đã nói rất nhiều rồi. Đó. Thì chúng ta để sắp xếp theo cái việc mà từ cao đến thấp hoặc từ thấp đến cao. Đó, chúng ta ấn vào nó để sắp xếp thôi. Rồi là trend là cái mà nó đang tăng trưởng dương hay là âm, hay là tăng trưởng nếu mà tăng trưởng là bao nhiêu phần trăm, tính theo phần trăm ấy ạ. Rồi là CPC, tức là giá dành cho một lượt click là bao nhiêu. Rồi là cái phần độ khó khi mà chúng ta làm SEO như thế nào. Đó đó là những cái thông số cơ bản khi mà nó hiển thị ra, và nó hiển thị ra cho ta một loạt những cái từ khóa gợi ý rất nhiều. Chúng ta có hoàn toàn có thể sử dụng những cái từ khóa này về để chúng ta nghiên cứu sâu hơn, để chọn ra cho mình được một cái bộ từ khóa ưng ý, và chúng ta hoàn toàn có thể download về bằng cái dưới đây. Đấy, chúng ta có thể copy hoặc là download về để chúng ta sử dụng trên Excel, sử dụng trên bảng tính thì chúng ta sẽ làm việc nó dễ dàng hơn, chỉnh sửa thứ được. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái phần nữa là related keyword. Tại đây thì nó sẽ đại loại
mang tính nghĩa là bộ từ khóa liên quan. Với suggestion thì nó sẽ là từ khóa gợi ý, còn với related keyword thì nó sẽ là một cái bộ từ khóa liên quan. Và cái này nó khác nhau ở điểm nào thì với cái bộ từ khóa gợi ý là dựa trên cái từ khóa gốc của đồ chơi, còn với cái từ khóa liên quan này này thì nó có thể chứa hoặc là sẽ không chứa cái từ khóa đồ chơi của chúng ta, mà nó sẽ thường là khách hàng có xu hướng tìm cái từ khóa đó chung với lại cái từ khóa đồ chơi, là lúc đấy nó sẽ được nhận là một cái bộ từ khóa liên quan. Và chúng ta sẽ có những cái chỉ số tương tự như vậy. Và thường mọi người để ý thì cái tổng số lượng từ khóa của cái thằng liên quan ấy nó sẽ nhiều hơn so với thằng từ khóa gợi ý. Và chúng ta cũng sẽ có setting rồi là những cái chỉ số tương tự như cái thằng từ khóa gợi ý thôi. Và bên dưới chúng ta cũng sẽ có những cái chỉ số tương tự như vậy. Ví dụ như một cái từ khóa không có chứa từ đồ chơi để mọi người cùng xem ạ. Ví dụ như là từ xe chơi chẳng hạn này, rồi là từ Lego xe, những cái từ này nó không chứa từ đồ chơi như cái từ khóa gốc mà chúng ta đưa vào. Tuy nhiên nó lại là cái từ mà khách hàng thường có cái xu hướng tìm kiếm chung với lại cái từ khóa gốc đồ chơi của chúng ta. Thì chúng ta có thể xem thêm những cái từ khóa như vậy để chúng ta có thêm thông tin. Và cái phần ở đây nó sẽ có chúng ta thêm hai cái phần đấu thầu thôi. Đấu thầu này thì trong cái việc mà chúng ta làm ad thì chúng ta sẽ quan tâm hơn xem là việc đấu thầu một cái từ khóa. Đó. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn một cái tab cuối cùng, đó chính là tab question. Ở đây thì nó sẽ đưa ra cho chúng ta những cái câu hỏi liên quan của từ khóa. Với cái từ khóa này thì chúng ta sẽ không có thôi. Mình sẽ bỏ thử cái phần lọc đi xem nó có từ khóa có câu hỏi liên quan hay không. Rồi mình sẽ bỏ cả cái phần lọc này đi nhé. Nếu không thì chúng ta sẽ demo với nhau ở trên một cái từ khóa khác xem là cái từ khóa nào thì nó sẽ có question. Question ở đây thì nó sẽ đại loại chung là đưa ra cho mọi người những cái câu hỏi liên quan xem là khách hàng đang bàn tán, đang tìm kiếm, đang hỏi gì về cái từ khóa gốc mà mọi người đưa ra. Ở đây thì nó đang chạy cho mình mỗi một cái kết quả ở đồ chơi này. Và con này thì dùng cái question này nó cũng không được hay cho lắm. Chúng ta có thể tham khảo qua để chúng ta viết nội dung thôi. Đúng được với cái tâm lý mua hàng khách hàng, ví dụ như khi mua hàng thì khách hàng sẽ tìm kiếm những cái từ khóa liên quan như nào, ví dụ là tại sao đồ chơi trẻ em gì đây, nhưng mà con này thì nó đang tìm kiếm đang không chuẩn lắm. Hành tinh đồ chơi là ai, cái thứ đây nó là những câu hỏi, và khi mà khách hàng có nhu cầu mua một cái sản phẩm thì họ sẽ có thể đặt ra những câu hỏi và họ tìm kiếm những câu hỏi đó, và việc trả lời những câu hỏi như này cũng góp phần chúng ta đưa vào trong nội dung và làm phong phú thêm nội dung của chúng ta và dẫn đến cái việc bán hàng của chúng ta sẽ dễ hơn. Tuy nhiên thì những cái về question của cái thằng keyword tool này thì mình sẽ đánh giá không quá cao so với lại cái việc mà nó có keyword suggestion và related keyword đưa ra cho chúng ta rất là nhiều từ khóa hay và những cái chỉ số có thể nói cũng khá là tương đồng so với những công cụ khác. Tất cả công cụ thì nó sẽ có cái độ chênh, tuy nhiên thì mình hay thường sử dụng cái thằng công cụ này và sẽ bám vào những cái số liệu mà nó đưa ra để mình cùng phân tích. Thì trong nội dung video ngày hôm nay thì chúng ta đã tìm hiểu sâu hơn với nhau, kỹ hơn với nhau về cái phần sử dụng keyword tool.io, và hy vọng mọi người có thể sử dụng và áp dụng được cái công cụ này để làm việc dễ hơn, có được những số liệu chính xác hơn bên trong cái công việc mà mình làm nghiên cứu từ khóa.